Tinh Trần, Nguyệt Ảnh thế nào rồi? Tinh Trần, có phải em sắp chết rồi không? Đừng nói linh tinh, em vẫn còn sống khỏe mạnh. Nguyệt Ảnh, có Tinh Trần ở đây, em sẽ không có chuyện gì đâu. Thạch Hổ, Nguyệt Ảnh. Thạch Hổ, anh đồng ý với em một chuyện. Sau khi em chết, anh nhất định phải chăm sóc cho cha em. Đừng nói như vậy Nguyệt Ảnh. Có Tinh Trần ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Em phải nghỉ ngơi cho tốt. Không, anh hứa với em đi. Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, Tinh Trần. Đừng sốt ruột. Dù là ta dùng thuật tâm đan để truyền chân khí cho cô ấy, Nguyệt Ảnh cũng không sống nổi qua đêm nay. Lẽ nào chúng ta cứ nhìn cô ấy chết như vậy sao? Chỉ có quả tắng mới cứu được cô ấy. Tinh Trần, ta cùng đi với cậu. Đi thôi. Tinh Trần, Tinh Trần, dáng vẻ này của ta chắc là họ không nhận ra ta đúng không? Cẩn thận chút. Ai vậy? Đuổi theo mau lên! Đi! Đứng lại! Hổ, Tinh Trần, lấy được thánh quả chưa? Lấy được thánh quả rồi. Mau đi đưa cho Nguyệt Ảnh thôi. Cẩn thận. Nguyệt Ảnh, lần này em được cứu rồi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nguyệt Ảnh, em tỉnh lại đi Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh, em tỉnh lại đi.
Nguyễn Ảnh, em tỉnh lại rồi sao? Cuối cùng em cũng tỉnh lại được rồi. Tộc trưởng, không hay rồi, quả thánh cuối cùng bị làm giả rồi. Cái gì? Tộc trưởng, có phải mấy tên ngoại quốc và kiều chính tôn kia chỉ vì có một quả thánh, sợ phân chia không đều nên mới ra tay trước không? Chẳng phải nói trong vòng 3 ngày sẽ giao quả thánh cho ông ta sao? Sao họ lại tới cướp? Tộc trưởng, tôi nhận được tin Thạch Hổ đi trộm quả thánh vì cứu Nguyệt Ảnh. Cái gì? Lá gan của hắn cũng quá lớn rồi. Người đâu? Giải Thạch Hổ tới cho ta. Rõ. Nguyệt Khôn, nếu như chuyện này là thật, người cũng khó tránh khỏi hiểm nghi. Đúng. Đi theo chúng ta. Đi. Nguyệt Ảnh, các người làm gì vậy? Tại sao các người lại bắt anh ấy? Tại sao? Thạch Hổ đột quả thánh, chúng tôi không thể buông ta. Hạt này chính là bằng chứng. Dẫn đi. Đi. Thạch Hổ, mau lên. Thạch Hổ. 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 Ngươi thật to gan. Thân là thủ vệ trưởng, vì một cô gái mà lại không quan tâm tới sự an nguy của cả toàn tộc. Ngươi đâu? Lưu ra ngoài chém. Khoan đã. Cha, quả thánh là do con trộm, không liên quan gì tới Thạch Hổ. Muốn chém thì chém con đi. Tộc trưởng, chuyện này không liên quan tới thiếu chủ. Là một mình ta làm. Ta làm giả người bên ngoài, lấy đi quả thánh. Không liên quan gì tới thiếu chủ. Mong tộc trưởng minh giám. Cha, chúng con đã trộm quả thánh cũng là vì muốn cứu Nguyệt Ảnh. Mong cha khai ân. Hơn nữa lúc này chém đầu của Thạch Hổ, chúng ta sẽ mất đi một mảnh tướng. Tộc trưởng, thiếu chủ nói đúng. Chi bằng để cho Thạch Hổ lấy công chuộc tội. Đợi xong chuyện này, ngày lại ra một lệnh khác. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tránh. Giải xuống cho ta. Dùng đại hình. Dạ. Quả thánh không còn nữa. Chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Cha, Khung Chính và Han đều chưa từng thấy quả thánh thật sự. Chúng ta có thể làm một quả thánh giả đưa cho họ. Như vậy có thể có cơ hội cho chúng ta tạm nghỉ. Tinh Trần, làm vậy có quá mạo hiểm không? Dù là lưới cờ hiểm, nhưng chỉ có thể như vậy. Tộc trưởng, vậy ngài phải ai đi đưa quả thánh giả đây? Để Thạch Hổ đi đi. Có thể lấy công chuộc tội. Han, ông xem, đây đều là vũ khí mới nhất của chúng ta. Không cần lo lắng. Nếu giáo sư Han đã hứa giúp chúng tôi chữa bệnh, tại sao lại còn cần những thứ này? Tính mạng của người khác cũng là tính mạng. Quả thánh sinh ra trong tự nhiên, dựa vào cái gì mà tộc thần mộc lại có thể chiếm độc quyền chứ? Nói cũng đúng. Thần mộc cũng là nên thuộc về chúng ta, nên thuộc về toàn thế giới. Tôi khuyên mọi người ngừng lại. Khi diễn biến tốt, đừng có uổng phí tính mạng của chính mình. Chuyện này tự ta biết chừng mực. Ta sẽ không để nhiều người hy sinh vô ích. Đây chỉ là chưa trong chiến lược. Bây giờ đã thành công một nửa rồi. Nếu lấy được quả thánh, tự nhiên sẽ thu quân về. Được. Chú, cháu hy vọng chú nói được làm được. Cha, cô gái này thật sự rất giỏi.
Có chuyện này tôi luôn muốn nói với anh, nhưng tôi không biết mở lời ra sao. Được rồi, em không cần phải nói nữa. Tôi không muốn làm cho anh lỡ dở, vì vậy tôi nhất định phải nói. Tôi, anh biết, anh không muốn nghe. Chúng ta không thể nào ở bên nhau được. Bất kể thế nào, anh vẫn sẽ tiếp tục đối tốt với em. Mẹ em vì cứu cha anh nên mới chết. Anh sẽ không để cho em dẫm lên vết xe đổ nữa. Yên tâm đi. Lúc cần thiết, anh sẽ bảo cha anh thu tay. Đứng lại. Đồ không có tiền đồ gì cả. Vì một đứa con gái mà ngay cả tính mạng của bản thân cũng không cần. Cha. Cha không cần phí sức cứu con nữa. Coi như là tìm thấy quả thánh, con cũng không ăn đâu. Chấn Thiên. Sau khi giáo sư Han nghiên cứu quả thánh xong, nếu như có phát hiện gì mới, nhất định có thể cứu được rất nhiều người. Cha, nhưng mà cái gì? Ta cũng đâu có làm gì họ đâu. Đợi sau khi giáo sư Han nghiên cứu quả thánh xong, chú sẽ thu binh lại thật sao? Ta nói được thì làm được. Tôi thực sự hy vọng mọi thứ tiếp theo đây của chúng ta sẽ được thuận lợi. Yên tâm đi giáo sư, nhất định mà. Giáo sư Han, tôi đã từng ăn quả thánh. Hơn nữa tôi có hạt của quả thánh. Cô đã từng ăn quả thánh thật sao? Đây chính là hạt của nó. Như vậy thì sẽ không cần mất công nữa. Để tôi xem nào. Nếu như ông có thể gieo trồng ra được thần mộc, Sở trưởng Kiều sẽ đồng ý, sẽ không tấn công tộc thần mộc nữa. Tôi có thể đưa hạt này cho ông, nhưng ông phải hứa với tôi đừng làm sát người vô tội. Diệp Dân Thường, tôi là thầy hướng dẫn của cô nên tin tôi. Hơn nữa cô mời tôi đến thị trấn này mà. Tôi đến đây để nghiên cứu, chứ không phải để đánh trận. Đều là do chính Khôn lừa chúng ta. Cô yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm con rối của họ. Đưa cho tôi đi Dân Thường. Cô giữ đi. Trở về lều chuẩn bị dụng cụ cho tôi đi. Tôi muốn nghiên cứu kỹ hơn. Được.